Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 9 năm 1958, tỉnh Lào Cai vinh dự được đón Bác Hồ lên thăm. Ngoài ra trong thời gian giữ cương vị Chủ tịch nước, Bác còn 6 lần gửi thư cho cán bộ chiến sĩ nhân dân Lào Cai, viết một bài báo có tên là Một thắng lợi mới, khen ngợi phong trào bình dân học vụ tại xã Bản Phố huyện Bắc Hà đăng trên báo Nhân dân. Mỗi câu mỗi chữ trong lần nói chuyện và trong những lá thư, bài báo của người được nhân dân các dân tộc lào cai ghi nhớ. Số thập kỷ qua thực hiện lời căn dặn của người, đảng bộ chính quyền, quân và dân các dân tộc lào cai đã đoàn kết một lòng, năng động và sáng tạo trong khai thác các tiềm năng lợi thế, đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo nên những kỳ tích nơi miền đất có. Đây là nội dung chính được đề cập đến trong chuyên mục kỳ này. Trước hết là phần điểm tin, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. <laughs> Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch số 57 của tỉnh ủy Lào Cai về thực hiện kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025, có 12 nội dung được xác định cần thực hiện thường xuyên để học tập và làm theo Bác. Một trong những mục tiêu lớn được tỉnh ủy đề ra thông qua việc thực hiện kế hoạch này là đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhu cầu tự thân, thành văn hóa tự phê bình và phê bình thành ý thức tự tu dưỡng rèn luyện của mọi cán bộ đảng viên gắn với xây dựng và thực hiện hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Lào Cai. Tiếp tục phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các cấp trong thực hành trách nhiệm nêu gương. Trong từng năm, tỉnh ủy sẽ lựa chọn một số hoạt động chính để tập trung chỉ đạo thực hiện. Trong năm 2021, sẽ tiến hành biên soạn và xuất bản cuốn sách những tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019-2020. Năm 2022 sẽ phát động đợt thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Bắc Hồ thăm Lào Cai. Việc học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc sẽ được tổ chức với hình thức đổi mới đa dạng hóa tỉnh ủy Lào Cai chỉ đạo việc học tập được tổ chức qua quán triệt chuyên đề toàn khóa cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, tuyên truyền qua chuyên đề hàng năm, các ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn thông qua nền tảng internet, mạng xã hội, hệ thống trực quan, phương tiện thông tin đại chúng, thông qua tọa đàm, hội thảo, văn hóa văn nghệ, hệ thống tuyên truyền viên, tuyên vận viên. Thông qua đó nhằm khơi dậy mạnh mẽ tình yêu quê hương đất nước ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng quê hương giàu đẹp. ban tuyên giáo tỉnh ủy lào cai đề nghị các sở ban ngành các đoàn thể tỉnh cơ quan thường trực các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy đẩy mạnh việc tuyên truyền giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh đợt một Giải thưởng này nhằm cổ vũ động viên đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo, cán bộ đảng viên và nhân dân nhằm tích cực sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề này, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và tôn vinh nhân rộng những điển hình tiên tiến, sáng tạo trong học tập và làm theo bác. Thưa quý vị và các bạn, Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành những tình cảm, sự quan tâm lớn cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lào Cai. Tình cảm ấy còn được ghi tạc trong lòng mỗi người dân Lào Cai. Lời dạy của Người là đoàn kết chặt chẽ, tăng gia sản xuất, trật tự an ninh, thuần phong mỹ tục đang được cả hệ thống chính trị, cán bộ đảng viên và nhân dân Lào Cai quyết tâm thi đua thực hiện. Ngày 23 tháng 9 năm 1958, cả khu mỏ Apatit hân hoan khi được tin Bác Hồ đến thăm. Bác đã khen ngợi cán bộ đảng viên, công nhân viên đã khắc phục khó khăn, nhanh chóng khôi phục mỏ, sớm ổn định đời sống. Bác còn căn dặn, cán bộ công nhân mỏ phải đẩy mạnh phong trào thi đua làm nhiều, nhanh, tốt, rẻ để làm giàu cho Tổ quốc. Phải nâng cao tinh thần tự lực cánh sinh, giữ gìn máy móc thiết bị cho thật tốt, vì đó là mồ hôi nước mắt của nhân dân Liên Xô. Ghi nhớ và làm theo lời Bác Năm 1958, Mỏ đã hoàn thành vượt mức kế hoạch và được Bắc Hồ đã gửi thư khen. Kể từ đó, Mỏ Apatit lấy ngày 23 tháng 9 là ngày truyền thống công nhân Mỏ. Và các thế hệ cán bộ công nhân Mỏ luôn khắc ghi lời bác dạy năm xưa để nỗ lực công hiến. Nếu đi gánh đá đổ bê tông ở các cái nơi mà cần để xây dựng của đất Mỏ mà, người ta gánh hai so tôi gánh bốn giọt được đi lái mấy gạt rồi thì chưa đủ lại vẫn tiếp đi học bởi vì sao bác nói là các cháu phải học văn hóa học kỹ thuật nhưng phải điều khiển cái thiết bị của liên xô tôi ủng hộ mà toàn máy xúc điện các cái bốn nhá rồi máy gạt hiện đại mà mình phải điều khiển các cái hiện đại đó mà không biết chữ kém mà không có kỹ thuật thì làm sao làm được bác hồ nói tôi phải quyết định học học bằng được Tinh thần thi đua lao động sản xuất của những thế hệ đi trước như anh hùng lao động Nguyễn Quý Khang vẫn được lớp lớp cán bộ công nhân mỏ Apatit nối tiếp cho đến ngày nay. Ngày hôm nay, trên những khai trường, trong từng xí nghiệp, phong trào thi đua lao động sáng tạo được diễn ra sôi nổi, tạo động lực cho công ty ngày càng phát triển. Chúng tôi tin tưởng với bề dày truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển, với nền tảng, vị thế mà các thế hệ công nhân mỏ đã tạo lập được công ty Abadis Việt Nam chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục giữ vững và đưa công ty phát triển. Không riêng với cán bộ, công nhân vùng đất mỏ, mà với toàn thể nhân dân Lào Cai, lời bác dạy từ mùa thu hơn 60 năm về trước, với bốn điều động lại, sẽ mãi mãi ghi sâu đối với đồng bào các dân tộc Lào Cai. Đó là đoàn kết chặt chẽ, tăng gia sản xuất, trật tự an ninh, thuần phong mỹ tục. Kể từ đó đến nay, nhất là chặng đường 30 năm kể từ khi tái lập, tỉnh Lào Cai đã luôn dành sự quan tâm chăm lo đặc biệt để phát triển khu vực vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong tất cả các nhiệm kỳ đại hội, Đảng bộ tỉnh đều thể hiện quan điểm xuyên suốt về việc lấy nông nghiệp, nông thôn làm nền tảng để đảm bảo cho sự phát triển ổn định của tỉnh, lấy việc nâng cao đời sống nhân dân là mục tiêu phấn đấu hàng trăm chính sách đã và đang được triển khai nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở khu vực vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với đó là các chương trình đầu tư mục tiêu và chính sách lớn của Đảng và Nhà nước như chương trình 134, 135, 167 đã được sáng tạo lồng ghép để phát huy hiệu quả cao nhất trong thực tế triển khai. Các chính sách về phát triển kinh tế xã hội của Đảng, Nhà nước thì đến được đồng bào rất kịp thời. Có rất nhiều chương trình sau khi mà tỉnh ta được tái lập lại ví dụ như chương trình 327, chương trình 134, chương trình 135, chương trình 30A là những chương trình rất lớn đã góp phần tạo ra cái sự thay đổi rất căn bản trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với sự vào cuộc quyết liệt của cái thống chính trị và nỗ lực tự thân của mỗi người dân, trong suốt hàng chục năm qua, Lào Cai thuộc nhóm các địa phương có tỷ lệ giảm nghèo nhanh nhất trong cả nước riêng trong giai đoạn 2016-2020 tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm bình quân 5,22% mỗi năm. Đến năm 2020 Lào Cai chỉ còn 8,2% số hộ nghèo theo chuẩn đa chiều. Không ít hộ dân đã trở nên giàu có nhờ sản xuất nông nghiệp. Các tỷ phú triệu phú ở nông thôn giờ không còn hiếm gặp. Quyết định về chặt cái khu. Vừa dừng mỡ đi xong rồi đó tức là tôi chuyển đổi sang trồng trẻ. Thì nhà tôi cũng tiếc này, rồi là khu xóm đi qua thì, thì người nàng ai cũng tiếc bảo đổi, đổi đất và không được. Từ năm đấy đến ngày nay này, cái nền tảng phát triển kinh tế thì mạnh từ cây chè đấy, cũng là một cái sự quyết tâm. Đến ngày nay thì, đến nhiều năm nay thì cũng đạt được cái thành quả thu nhập cho gia, cuộc sống, cho gia đình thoát ra từ đói nghèo và lạc hậu, lào cai hôm nay đang vươn mình phát triển trở thành những vùng quê đáng sống. lời căn dặn của bác năm xưa về vun đắp tinh thần đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc anh em, quan tâm chăm lo để mỗi người dân đều có được cuộc sống ấm no, tự do hạnh phúc sẽ tiếp tục là nguồn động lực to lớn, thôi thúc động viên toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc lào cai viết tiếp những trang sử vẻ vang, xây dựng quê hương ngày càng thêm nọ no ấm, mạnh giàu chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh kỳ này tới đây là kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi